Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng tiền thông minh trên kênh FBNC với chủ đề tập trung về việc tuyển dụng nhân sự cấp cao. Có phần chia sẻ của chị Vũ Thị Thu Hiền là giám đốc tuyển dụng nhân sự cấp cao của công ty HR2B, là công ty cung cấp dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp, và anh Trần Văn Công là trưởng đại diện của Norma Group đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Vâng, xin được hỏi anh Công, khi mà một ứng viên cấp cao như anh trước đây được tiếp cận bởi những nhà tuyển dụng nhân sự, bởi vì thường khi anh đang có công việc ổn định rồi thì chúng ta cũng khó quan tâm đến những cái cơ hội khác, nhưng mà khi họ tiếp cận mà họ đưa ra những cái lời lẽ, những cái ý tứ, những cái câu chuyện hoặc là những cái cơ hội, thì thường cái điều gì khiến anh chú ý và khiến anh nghĩ là có thể mình sẽ thử? Trước hết là tôi để ý đến cái tên của công ty đó. Ví dụ trên thị trường có rất nhiều công ty mà tôi để ý đến cách làm việc của họ, và những công ty nào mà từng tiếp xúc rồi tôi đánh giá. Ví dụ có một số công ty họ làm nhưng mà cách theo dõi họ không tốt thì tôi không quan tâm đến cái lời đề nghị của họ. Nhưng giả sử có công ty mà từng có dịch vụ tôi thành công, và tôi đánh giá cái sự mà hợp tác của họ cũng như cái việc họ theo dõi sau đó, đặc sản hàng như là HR2B, tôi đánh giá rất là cao. Và khi mà họ đưa những cái cơ hội đến cho tôi thì tôi nghĩ là cơ hội rất là tốt, và họ vì họ đã nghiên cứu rất là kỹ cái hồ sơ của tôi, cũng như họ biết là cách mà kết hợp phối hợp làm sao mà tôi với những cái yêu cầu mà cái công ty, cái nhà tuyển dụng nó cần đến. Và tiêu chí đầu tiên là phải là cái đơn vị mà có uy tín trong cái ngành tuyển dụng nhân sự cấp cao. Thưa chị Hiền, khi mà đã tìm được ứng viên cấp cao cho doanh nghiệp rồi thì những cái quá trình sau đó, cái vai trò của người tư vấn nhân sự nó sẽ diễn ra như thế nào? Tức là khi đó ứng viên sẽ trực tiếp làm việc doanh nghiệp hay là mình sẽ có những cái chương trình, những cái hoạt động để mà bám sát theo, để mà giống như là chăm sóc ứng viên của mình? Cái quy trình tuyển dụng ban đầu là, Hiền có thể nói rõ hơn một chút về cái quy trình tuyển dụng. Ban đầu là khi mà sau khi mình nhận cái job order từ khách hàng, mình phải làm việc lại với khách hàng xem họ thực sự cần gì. Bởi vì nếu mà mình chỉ dựa hoàn toàn vào trên cái bản mô tả công việc thì đôi khi mình không hiểu họ thực sự cần gì ở đằng sau cái bản mô tả đó. Sau khi mình hiểu rõ rồi thì bắt đầu mình mới bắt tay vào đi tìm ứng viên cho nó phù hợp. Sau khi mà mình tìm hiểu rõ hai bên như thế rồi thì mình mới gọi là kết nối giữa hai bên. Khi đó thì những cái đơn vị tuyển dụng giống như Hiền bên HR2B sẽ đóng vai trò là một bên trung gian để sắp xếp phỏng vấn cho giữa ứng viên với khách hàng. Sau đó lấy feedback của cả hai phía xem là họ feedback như thế nào sau cái cuộc phỏng vấn đó. Khi mà cả hai bên cùng hài lòng tiến tới những bước tiếp theo thì cái bước cuối cùng là offer. Ứng viên đã nhận offer rồi, bên Hiền sẽ đóng vai trò trung gian để phối hợp giữa hai bên để làm sao mà có được cái gọi là cái win-win result giữa hai bên như vậy. Sau đó rồi thì bên Hiền cũng không có dừng lại, và bên Hiền sẽ follow up với cả khách hàng và ứng viên. Follow up bằng cách nào? Có thể gọi điện thoại hỏi xem là ứng viên sau khi đã bắt đầu làm việc như thế nào, có hài lòng với performance của ứng viên hay không, và cũng follow up với lại ứng viên xem là ứng viên có hài lòng với công việc không, và bên HR2B có thể support gì để cho mọi thứ nó diễn ra trôi chảy và cả hai bên happy cùng với nhau làm việc. Xin hỏi anh Công, cái vấn đề đặt ra ở đây là cái sự phù hợp. Vì ứng viên cao cấp thì chắc chắn là tài năng rồi, nhưng ở đây là có hợp với công ty mình hay không? Bây giờ trên góc độ của một người tuyển dụng, anh đang là trưởng đại diện của một tập đoàn lớn và trên vai trò người lãnh đạo sẽ tìm kiếm ứng viên cao cấp, thì anh sẽ làm việc với những cái công ty tư vấn nhân sự như HR2B như thế nào để họ hiểu được về công ty mình và họ có thể tìm kiếm cái người phù hợp cho công ty của mình? Thật sự rất là khó để có thể hiểu về nhau. Thì ở đây cái cách làm việc, cái chia sẻ kinh nghiệm thực tế của anh thôi, cái cách làm việc của mình như thế nào để hai bên có thể hiểu nhau, để họ có thể tìm kiếm người phù hợp cho anh, thì phải hiểu nhau đến mức nào, thì ở đây cái cách làm việc của anh là như thế nào? Trước hết là tôi sẽ làm việc rất chặt chẽ với lại cái đơn vị tuyển dụng bằng cách là công ty, tôi đưa ra cái mô tả công việc và tôi đưa ra một cái gọi là function, một chức năng mà tôi cần nhắm đến, dù trưởng bộ phận bán hàng hay là trưởng bộ phận kỹ thuật, vân vân. Và trong đó tôi nêu lên những cái yêu cầu về kỹ năng mềm nữa, hay một số tính cách, một số đặc điểm nào mà tôi cần có ở cái ứng viên đó. Và tôi trao đổi trực tiếp với lại bên HR2B, ví dụ như vậy. Sau đó HR2B sẽ đưa cái hồ sơ thông tin đó lên trang web hoặc là tìm ứng viên phù hợp. Và họ sẽ làm cái công việc giống như họ matching, họ tìm được ứng viên phù hợp mà họ giới thiệu tôi shortlist chừng 3 ứng viên cuối cùng mà tốt nhất, phù hợp nhất. Thì chúng tôi xem xét hồ sơ và chúng tôi có một cuộc phỏng vấn và sẽ tiếp tục công việc, sẽ theo các bước mà theo đúng cái trình tự HR2B đã hay làm. Như anh Công vừa chia sẻ là anh Khánh thấy là cái công việc ngoài cái bảng mô tả công việc ra còn những cái yếu tố phía đằng sau, rằng chẳng hạn như là những kỹ năng mềm, tính cách như thế nào, cái đó nó đóng vai trò cũng rất là quan trọng trong quá trình tuyển dụng. Nếu mà một đơn vị tuyển dụng chỉ căn cứ
vào cái bản mô tả công việc mà bỏ qua những chắc cái chắn. Yếu tố đó thì sẽ thiếu sót rất là nhiều, thì sẽ rất là khó để mà thành công. Yeah. Yeah. Theo như kinh nghiệm của chị, hiện nay trên thị trường tuyển dụng, thị trường lao động của Việt Nam đó, thì những cái lĩnh vực nào mà cái nguồn nhu cầu cho nhân sự cao cấp đang rất là nóng? Thực ra cái ngành nghề gì? Yeah. Cái ngành nghề á, mình có thể nhìn thấy kinh tế có thể lúc lên lúc xuống. Yeah. Thế nhưng mà cái tuyển dụng nhân sự cấp cao lúc nào nó cũng vẫn diễn ra. Và khó có thể nói là chính xác là cái ngành nào đang hot nhất. Chẳng hạn, có một giai đoạn bạn nhìn thấy các ngành ngân hàng, bên ngành ngân hàng có vấn đề. Thì bạn sẽ hình dung là sẽ bị sa thải rất là nhiều, sẽ bị lay off rất là nhiều. Nhưng mà đấy là ở trong cái level dưới. Chứ khi mà người ta gặp khó khăn như thế, thì người ta sẽ thay đổi. Người ta sẽ thay đổi cái level trên. Và khi người ta thay đổi cái level trên thì họ sẽ cần tìm những cái người nhân sự cấp cao ở cái level đấy mà có đủ khả năng lèo lái cái con thuyền đưa nó đi tiếp. Dạ. Là vẫn có nhu cầu cao. Dạ, dù là rồi. Ngành đó đang khó khăn. Dạ. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ quay trở lại trong phần sau để tìm hiểu thêm về cái công việc là tuyển dụng nhân sự cao cấp. Dạ. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của hai vị khách mời là chị Vũ Thị Thu Hiền, giám đốc tuyển dụng nhân sự cấp cao của công ty HR2B, công ty cung cấp dịch vụ nhân sự chuyên nghiệp, và anh Trần Văn Công là trưởng đại diện của Nokma Group đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, chuyên về các giải pháp kết nối đường ống. Qua phần chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến tuyển dụng nhân sự cấp cao, quý vị có thể chia sẻ hoặc là đóng góp ý kiến chúng tôi qua trang facebook.com/đồng tiền thông minh hoặc xem lại chương trình trên website fbnc.vn. Chúng tôi sẽ còn quay trở lại trong phần tiếp theo.